Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đeo khẩu trang thường xuyên là việc chúng ta đã rất quen thuộc trong thời gian gần đây. Song để không bị dị ứng hay bị viêm da tiếp xúc do đeo khẩu trang sai cách, mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của các chuyên gia y tế trong phần sổ tay y học. Phần hỏi đáp y tế sẽ là chia sẻ của bác sĩ về những vấn đề cần lưu ý khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và cách phòng bệnh tật khúc xạ ở trẻ. Cuối chương trình là câu chuyện về sự nỗ lực của các nhân viên cán bộ y tế xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử trong việc khoanh vùng dập dịch khi có ca dương tính với SARS-CoV-2. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đứng trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài, thì việc đeo khẩu trang là một trong những biện pháp quan trọng trong công cuộc phòng chống dịch. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tuân thủ đeo khẩu trang đúng cách hoặc sử dụng khẩu trang không an toàn sẽ dẫn đến tình trạng viêm da do tiếp xúc. Trong sổ tay học số này, bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu Nguyễn Minh Họa, phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giới thiệu tới quý vị cách phòng tránh viêm da tiếp xúc do đeo khẩu trang. Viêm da tiếp xúc thì có rất nhiều nguyên nhân. Thì người ta nhận thấy là khi chúng ta một số người khi đeo khẩu trang thì sau một thời gian sẽ xuất hiện cái tình trạng là ngứa, rát đỏ và một số mụn nước quanh cái vùng mà khẩu trang che, thì đấy người ta gọi là tình trạng là viêm da tiếp xúc do khẩu trang. Thì viêm da tiếp xúc khẩu trang mình chia thành hai vấn đề, một là vấn đề tại da, hai là vấn đề ở khẩu trang. Một số người thì có cái làn da nó tương đối nhạy cảm, nên ở những người da nhạy cảm đấy thì đeo khẩu trang phải hết sức cẩn thận vì cái nguy cơ do cái viêm tiếp xúc dị ứng nó gây ra rất là dễ. Về khẩu trang thì một là do cái chất lượng của chất liệu khẩu trang. Một số khẩu trang thì không đảm bảo chất lượng thì khi chúng ta đeo thì cũng gây ra hiện tượng viêm tiếp xúc. Cái thứ hai là do chất liệu làm. Những cái khẩu trang mà thường làm bằng cái chất liệu bằng len, lụa hoặc là cái vải sờm, hoặc là mặt trong của cái khẩu trang nó có cái vải sờm ấy, thông thường thì dễ gây dị ứng hơn. Hai nữa là cái độ cứng của khẩu trang, thì thấy rằng khi người ta đeo khẩu trang mà nó cứng, cảm thấy khó chịu thì cũng rất dễ gây ra cái hiện tượng viêm da tiếp xúc do khẩu trang. Với những khẩu trang mà dùng nhiều lần, chúng ta tránh những loại khẩu trang được làm chất liệu bằng len hoặc lụa, hoặc cái mặt của cái khẩu trang nó có vải sờn mà chúng ta nên tránh. Về cái khẩu trang dùng một lần thì chúng ta phải lựa chọn khẩu trang cho nhà sản xuất đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Hai nữa là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái hướng dẫn trên bao bì cũng như tờ hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây là khẩu trang y tế, khẩu trang sử dụng một lần. Nếu chúng ta mà đeo sai mặt thì hầu như sẽ là cái nguy cơ gây ra cái viêm tiếp xúc dị ứng nhiều hơn. Chúng ta để ý cái mặt trong cái khẩu trang này. Nếu có mặt trong này mà chúng ta thấy nó có nhiều cái sợi tơ nhỏ hay là vải sờm thì cái loại khẩu trang đấy chúng ta khi chúng ta đeo chúng ta phải hết sức lưu ý. Nếu mà chúng ta đeo mà có cái dấu hiệu như ngứa, sau đó nó cái rát đỏ hơn mụn nước, chúng ta biết rằng chúng ta có thể gặp cái tình trạng là viêm da tiếp xúc do khẩu trang. Là đối với những khẩu trang mà dùng nhiều lần ấy thì sau khi vệ sinh ấy, thì chúng ta phải để ý, nếu mà chúng ta quan sát mà một là khẩu trang nó có thay đổi màu sắc hoặc là thấy có dấu hiệu của lấm mốc hoặc là còn ẩm thì chúng ta không, tuyệt đối là không nên đeo. À, vì mình đeo, mình dùng khẩu trang trong những trường hợp như vậy thì rất dễ cũng gây ra hiện tượng viêm dị ứng tiếp xúc, không phải do bản chất của khẩu trang mà do cái lấm mốc nó gây ra. Thứ nhất là nếu mà chúng ta phát hiện chúng ta dị ứng chúng ta không đeo nữa, nên là điều chắc chắn rồi thì mới hạn chế được. Vậy cái thứ hai, nếu mà trong khi mà da chúng ta có tình trạng như thế thì chúng ta có thể lựa chọn điều trị cơ bản, để chúng ta bôi một cái thuốc làm dịu nhẹ trên da đấy, đôi lúc là kem dưỡng ẩm cũng được. Cái thứ hai là chúng ta bôi một cái số cái loại thuốc có chứa corticoid, nó làm giảm cái viêm của cái dị ứng. Và ngoài ra chúng ta có thể uống một số cái thuốc kháng histamin, chúng là chống ngứa, chống cái khó chịu. Còn nếu tình trạng mà nặng mà chúng ta điều trị bước đầu mà không giải quyết được vấn đề thì chúng ta sẽ đến khám bác sĩ để bác sĩ đưa ra cái phương hướng tư vấn về điều trị. Vaccine giúp bảo vệ cơ thể trước dịch bệnh COVID-19, giảm nguy cơ bệnh tật hoặc tử vong khi mắc bệnh. Tuy nhiên, dù đã được tiêm vaccine, mọi người hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình.
Sau đây là những điều cần lưu ý khi tiêm vaccine phòng COVID-19 qua sự trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Thưa bác sĩ, hiện tại chúng ta đang triển khai mấy loại vaccine phòng COVID-19 và hiệu quả của những loại vaccine này như thế nào? Hiện tại vaccine tại tỉnh chúng ta có 4 loại vaccine đã được nhập về là vaccine AstraZeneca và vaccine Pfizer BioNTech, vaccine của Mỹ và vaccine của Trung Quốc là vaccine Verocell và Sinopharm và vaccine cuối cùng là Moderna của Mỹ. Đây là 4 vaccine và tổ chức tiêm chủng cũng như mọi lần, nhưng lần này có khác là có cái hướng dẫn mới của Bộ Y tế để làm sao đạt kết quả, không những tiêm đạt kết quả và an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng, trong công tác phòng chống bệnh COVID. Vaccine mới hiện đại ở đây chúng ta đều có được kiểm định của tổ chức thế giới, được phép của tiêm của Bộ Y tế tại Việt Nam và đều có khả năng tạo miễn dịch để phòng bệnh COVID-19, đều những vaccine đều an toàn. Những đối tượng nào có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời điểm này ạ? Đối tượng đầu tiên thì cũng theo những cái ưu tiên của theo nghị quyết ngày mốt của chính phủ, đồng thời đối tượng tiêm cũng từ 18 tuổi trở lên đến 65 tuổi, những đối tượng ngoài 65 tuổi thì được tiêm như tiêm tại bệnh viện. Đấy là những cái đối tượng tiêm. Nếu bị lỡ thời gian từ mũi tiêm 1 đến mũi tiêm 2 thì có phải tiêm lại từ đầu không thưa bác sĩ? Những người trong cái vaccine COVID thì theo khuyến cáo tổ chức thế giới là đã tiêm mũi 1 vaccine nào, tiêm mũi 2 đúng vaccine như vậy và theo đúng cái lịch quy định, lịch trong cái nhà sản xuất đã cho phép tiêm khoảng cách giữa các mũi tiêm trong của cái vaccine của sản xuất và tiêm đúng cái vaccine, đúng loại chủng loại. Còn hiện tại là chúng ta có nhiều đợt vaccine về, chúng ta đợt này về thì tiêm mũi đợt trước người đã tiêm mũi vaccine nào thì mình phải kế hoạch đúng đối tượng tiêm đủ cho đúng trả mũi cho mũi 2 cho đúng đối tượng đấy. Và trong những đợt vaccine về nhiều đợt thì mới chúng ta mới đủ vaccine được. Và theo cái nhà khuyến cáo một cách hai từ 8 đến 12 tuần, nếu trường hợp mà người ta tiêm muộn hơn thì cũng không ảnh hưởng gì cả, mà chúng ta tiếp tục người ta phải tiêm sớm nhất khi mũi 2 chứ không tiêm lại từ đầu. Vấn đề nào là quan trọng nhất trong việc thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 ạ? Những đợt tiêm vaccine này được tổ chức cũng giống như đợt các tiêm chủng khác, nhưng những cái văn bản hướng dẫn, đặc biệt là khám sàng lọc thì có khác so với lại cái những đợt trước. Văn bản mới đây là văn bản 3445 là văn bản mới nhất để hướng dẫn các bác sĩ khám sàng lọc chi tiết, cụ thể để tránh phản ứng phụ của vaccine gây ra. Đối với người dân, thứ nhất là trước khi đến tiêm là phải khai báo trung thực tình trạng bệnh, không được giấu bệnh. Ví dụ khai báo bệnh mãn tính, đặc biệt là tiền sử dị ứng với lại thuốc, mỹ phẩm, mà sau đó đến thức ăn và những cơn sốc phản vệ hoặc những thuốc phản vệ đã bị trước đó. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Những năm gần đây, các tật khúc xạ ở trẻ đang có xu hướng ngày càng gia tăng, đặc biệt là tình trạng cận thị ở lứa tuổi học đường. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và học tập, khiến cho nhiều em mất tự tin trong cuộc sống. Nghiêm trọng hơn, các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị là những nguyên nhân hàng đầu gây khiếm thị. Chính vì vậy, việc phát hiện và chữa trị kịp thời tật khúc xạ là hết sức cần thiết. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hưng Yên về phòng và điều trị các tật khúc xạ thường gặp ở trẻ. Tôi muốn hỏi bác sĩ các tật khúc xạ thường gặp ở trẻ nhỏ là gì? Tật khúc xạ nào thường gặp nhiều nhất? Tật khúc xạ phổ biến của trẻ là cận thị, viễn thị, loạn thị. Người ta hay để ý tới những vấn đề là tật khúc xạ bẩm sinh hay là tật khúc xạ mắc phải. Bẩm sinh thì xuất hiện từ khi trẻ còn rất là nhỏ. Khi mà trẻ có những dấu hiệu bé nhìn khó, đi lại dễ ngã, đầu vênh lên hoặc nhìn nheo mắt. Bây giờ thì bố mẹ của các cháu hay để ý tới là trẻ cận thị học đường, các con đi học rồi, học nhiều, tư thế học sai, rồi ngồi học sai, thiếu ánh sáng, học nhiều trên các thiết bị điện tử quá thì dẫn đến cận thị, và ở lứa tuổi học đường gọi là cận thị học đường. Biểu hiện thì chủ yếu là trẻ nhìn mờ, nhìn khó, hoặc có thể trẻ viết nó không được thẳng hàng, các bạn ấy nhìn nghiêng hoặc là nhìn cúi mắt xuống, hoặc đi lại vấp ngã, nhìn tivi hoặc nhìn các thứ cứ phải sán mắt lại. Có những biểu hiện ban đầu như mỏi mắt, nhức mắt và hay chảy nước mắt, hoặc có những bạn mắt nháy liên tục. Tôi muốn hỏi bác sĩ là các cái nguyên nhân về các tật khúc xạ thường gặp là gì ạ? Bản thân tôi đi học thì cũng có rất nhiều bạn bị cận thị, nên là tôi muốn tìm hiểu thêm về tật này ạ. Hai nguyên nhân, một là bẩm sinh, thì ngay từ khi trẻ sinh ra trẻ đã bị mắc phải rồi thì gọi là bẩm sinh, hoặc là do mắc phải cái tư thế trẻ ngồi sai, ánh sáng không đủ, hoặc là ánh sáng sáng quá, ví dụ mình ngồi trực tiếp dưới cửa sổ mà ánh sáng ấy trực tiếp chói vào mắt con. Các cái nghiên cứu đều nói rằng nếu mà làm việc với những cái môi trường không phù hợp tầm 3 tháng trở ra là khả năng gây nên cận thị rất cao.
Tôi là một phụ huynh có con nhỏ thì cũng rất muốn tìm hiểu cách phòng và điều trị các cái tật khúc xạ về mắt của trẻ. Biện pháp chữa trị về tật khúc xạ thì mình có thể dùng kính. Thì kính có hai loại, đấy là kính rời, kính gọng, hoặc kính thứ hai là kính tiếp xúc cứng, kính chỉnh hình giác mạc với những trẻ lớn tuổi hơn. Ví dụ từ 18 tuổi trở lên, độ cận thị ổn định thì mình có thể sử dụng các phương pháp can thiệp, đấy là phẫu thuật. Từ những cái nguyên nhân nó gây nên thì mình sẽ đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Mình phòng ngừa chính chủ yếu là cho con ngồi học đúng tư thế và đủ ánh sáng, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử, hoặc trong thời buổi bây giờ hầu như các con đều phải tiếp xúc với thiết bị điện tử thì mình phải có thời gian sử dụng thiết bị điện tử phù hợp. Với từng lứa tuổi của trẻ thì mình sẽ hạn chế thời gian sử dụng những thiết bị điện tử. Ví dụ như chỉ cho con sử dụng khoảng tầm 2 tiếng với các thiết bị điện tử trong một ngày. Cái tiếp theo là mình có thể sử dụng các đồ ăn thức uống giàu dinh dưỡng tốt cho mắt, bổ sung các vitamin A rồi caroten trong những rau củ màu xanh thẫm, màu đỏ thẫm như cà rốt, bí ngô hoặc rau ngót, tất cả những cái rau củ quả như vậy, và những cái cá giàu omega 3 như cá hồi rồi cá biển. Trong tháng 7 năm 2021, trên địa bàn xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi ghi nhận, các y bác sĩ của trạm y tế xã đã vào cuộc tích cực rà soát, khoanh vùng hạn chế khả năng lây lan của dịch ra cộng đồng. Sau đây sẽ là câu chuyện về sự nỗ lực này. Ngay khi ghi nhận 2 ca dương tính vào tháng 5 và 1 ca dương tính với COVID-19 vào tháng 7, các y bác sĩ trạm y tế xã Tiên Tiến đã phối hợp với ngành chức năng liên quan tiến hành điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với người F1 đưa về khu cách ly tập trung để theo dõi, lập danh sách trường hợp F2, F3 để tham mưu Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định cách ly kịp thời. Trong những ngày này, các y bác sĩ tại đây làm việc cả ngày lẫn đêm. Mọi công việc gia đình được nhường lại cho công tác phòng chống dịch như thế này. Khi mà xã phát hiện mà có trường hợp F0 thì chúng tôi là bên cơ quan y tế kết hợp với lại ban phòng chống dịch của thôn là làm không cái ngày đêm đi rà soát từng ngõ ngách, từng nhà đối với những các trường hợp liên quan đến trường hợp F0 để phân loại ép ra để có biện pháp để cách ly theo từng đối tượng, phun khử khuẩn, phun toàn bộ tất cả những gia đình mà có liên quan đến F0 và những nơi mà F0 đến. Toàn trạm có 7 cán bộ và 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 nữ hộ sinh và 2 y tá điều dưỡng. Hiện tại đồng chí trạm trưởng trực tiếp đi phụ trách công tác cách ly tập trung ở xã Quang Hưng. Mọi công việc được đặt lên vai của những cán bộ còn lại trong trạm. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại thôn Hoàng Xá, trạm y tế đã yêu cầu người dân từ tỉnh thành khác về địa phương phải thực hiện khai báo y tế theo quy định. Đặc biệt, trạm phối hợp với tổ phòng chống dịch theo dõi tình hình biến động dân số trên địa bàn. Tổ thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình có con em ở vùng dịch chấp hành nghiêm quy định của nhà nước để hạn chế sự lây lan phức tạp của dịch bệnh. Bà Vũ Thị Mai có con trai làm việc tại miền Nam, được sự vận động tuyên truyền, bà và con trai đã ý thức được việc này. Qua trạm y tế và đội phòng chống dịch của thôn Hoàng Xá cũng tuyên truyền, nên là tôi cũng gọi điện vào cho cháu và khuyên cháu là ở đâu thì con cứ ở nguyên đấy để cùng với cộng đồng chống dịch. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng cho người dân, trạm y tế xã Tiên Tiến đã và đang nỗ lực phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và kịp thời ứng phó trước dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, cùng nhân dân quyết tâm cao đẩy lùi đại dịch COVID-19. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.